Mừng. Ôi trời ơi, nữ công gia chánh dữ vậy ta. Báo tin mừng cho Mừng nha, kiếm được người phụ Mừng rồi đó. Ai vậy? Thêm 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 thèm. Thôi đi giỡn hoài. Giỡn đâu, thiệt đó. Thư dữ nha. Em thấy là thiếu người phụ cho nên mới qua nè. Bộ chị không thích em hả? Trời, nghĩ sao mà không thích. Người nhân hậu hiền lành vậy, ai mà không thích. Tôi là tôi thích quá trời luôn á. Cưng mà chịu giúp á là Mừng hết lớn luôn á. Hai người á ngồi nói chuyện nhau đi, tôi đi công việc cái. Tôi thích lắm ở nhà, thích lắm luôn á. À, trời ơi chị. Sao chị ăn mặc gì mà kỳ vậy? Chị ăn mặc vậy nhìn thấy nó quê làm sao đâu á. Muốn cái gì thì hỏi em chỉ cho. Nhỏ này, quê là quê làm sao? Cái đứa bán nói cái bộ này là modern nhất giờ. Ôi, đó. Trời ơi, nó dụ chị rồi đó. Bộ đồ này mà modern hả? Nhìn phèn muốn chết vậy đó. Tại bình thường toàn mua giải ký về mai không à. Bộ này là gần 200 ngàn của tôi á, không rẻ đâu. Rẻ mắt á không phải là cái giá tiền, còn ở cái cách phối đồ của chị, rồi chất liệu vải nữa, màu sắc nữa. Thôi thôi thôi, khỏi đi, khỏi bàn nữa đi. Nhìn cái mặt chị là em biết không hiểu gì trơn rồi đó. Thôi, ngồi chờ uống nước đi, chị đạp cho xong cái áo cái. Xuân đến rồi bạn ơi, xuân ghé vào trái tim, cho nỗi buồn còn lại cùng mùa đông tan biến trời xa.